Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là trò Jelly Free. Mọi người chia sẻ cho mình nhé, mọi người ủng hộ mình để mình có động lực phát triển những game hay đáp ứng nhu cầu của mọi người nhé. Mọi người muốn mình chơi game gì thì cứ comment bên dưới nhé, mình sẽ cố gắng.